Rồi đó, đúng. Ok. Mình cũng mến chào cả nhà luôn nha. Chào cả nhà. Thì hôm nay đi bắt ở dưới bên Cù Lao Dung thì gặp cái đường nước cá vô cái nha. Mấy anh em chạy về nhà lấy cái chài. Chặn cá. Ôi. Lấy cái chẻo này ơi. À, được nữa nè, cái chẻo nha. Kéo cái đít chài ra xa xíu. Rồi đuổi đi. Đây, đợi. Căng cái đuôi ra, căng cái đuôi. Rồi. Rồi ốc len nhấc luôn rồi. Ủa chạy nè. Ui. Cá lại đó. Ủa này cá có chuối không ha? Không đâu, đặt mắt cá này cá có chuối nổi. Cá lại rồi. Có chứ. Cá múa kìa. Đó sao cá vậy? Chạy rồi. Băng băng băng. Ừ, từ kéo xéo á liền. Chạy khỏi luôn, bực bực luôn. Chín không? Cái chài kiểu đó con nào mà vô nổi? Cái chài kiểu đó con nào mà dính? Cái chài kiểu này thấy không còn con nào hết trơn á. Đào hang đắp trục cống nhâm hiện gồm Sóc Trăng mình đội nón bảo hiểm là sợ ngọng nó quýnh vô đậu hả. Hiện im không chạy nó vô mắt nó gọ ừ nó gọ cứu đuôi chưa cứu đuôi cứu đuôi vào tay vô lo ghê. Hết đường chạy. Hết hả? Hết hả? Ừ. Tại này sao con đó. Alo. Chuột đâu vậy? Con không chịu à. Nó còn làm bỏ cái chân nhìn Liệu ơi. Cái gì vậy? Tiếng lửa cái đầu đó đây. Còn bạn, bạn. Chưa. Con con cho. Tôi không phải, tôi không chịu quá một con này. Ngồi xuống chà hai gót giò xuống đất ơi. Liệu ngồi xuống chà hai gót giò xuống đất. Con chịu quá, một con không chịu quá. Không chịu đâu. Cái này bậy nó là nhiều cũng chứ đâu có ít đâu. Ừ. Cái này chuột bậy mà. Ừ. Còn ở đâu mà cái hang đâu mà cũng gành.
mà thường thường có thì cũng hang nằm dưới đây đang ăn lên chút xíu con đó rồi, đâu có tưởng gì mà ăn trên đường không. Rồi, dính nó về rồi à, bạn. Mấy từ đâu ra vậy? Mình gần làm liền ha. Không có không phải là không nhỏ. Ôi cống cơ. Cống cơ, vậy là bày gì lắm. Ôi, luôn. Ôi vậy là một bày rồi. Bày rồi. Một bày rồi. Hai đứa đâu ra vậy? Ai biết rồi, đang đứng đây thấy đang phu chạy. Mau hay dữ ta. Quá rồi. Ê, đi một điều à. Một điều. Ê, 21 là không 21. Nó bấm từ đó đó. Bằng. Này bày thơ rồi, vậy là nhiều lắm rồi. Nhiều lắm. Vậy là nó còn còn nữa rồi. Ở đó bây giờ hả? Không không, em thấy nãy đó nó đâu đi đâu. Không không, đâu đây nè. Đâu đây nè. Con này là con này nè. Không có chân nó xuống đó. Lấy cây sầu ben lại ra thử coi. Chết nè, đi lên đó. Nó đâu còn có ra đó. Kìa thả vô đi bạn. Con cục này nó không ở trong hang rồi, nên nó ở bạ đâu, đúng mấy cục ngá vậy nè. Không có đâu, nó ở hang á. Ở bạ nãy giờ chạy mất tiêu rồi. Rồi chuột cống ngủ luôn rồi. Bị chuột cống làm quá chịu gì nổi. Hả? Nó lẹo cái gì vậy? Hoàng. Bích nó vậy? Bởi vì nói ngồi lâu câu cá bự rồi có thiệt ha. Qua đó luôn. Qua đây nè. Vậy? Đây chặt lấy nào đi. Có chuột là còn nữa. Rồi đây. Tơ hay là cái gì? Tơ. Chuột tơ. Tơ hả? Giờ chuột mình kéo này xuống các bạn ơi. Ngọc. Rồi nè. Đây. Bắt được con mà mới xuống. Chuột tới số. Anh nghi nghi chuột nó ra anh vừa mở máy lên bằng chụp phục dính. Dính luôn rồi. Dính rồi, dính trời nó chụp luôn. Không mà phải khen Thánh Liệu là có cái tấm quyết định, đúng không? Ừ, nhận ngại. Ừ, quyết định quá quyết định. Quyết quyết ở đây cơ mà. Nó bắt con bắt dính dính chuột ngủ đây à, hên là dính chuột nhỏ đâu, thôi ngủ đây nè. Em ngủ đây đi em, rồi tối mũi nó cắn em cho em biết. Nếu mình bắt cái hang này không được mình bắt tới luôn rồi, thấy được không? Mới đó đi làm nó luôn một phút đây này dài quá, để bữa nào bồi bổ sức khỏe cho giữ xuống đẩy nó. Cái này mình mới có cái dầm chét dài á, nhà có hai ba cây vậy. Ừ, dao dài dài đó. Mình chừng nổi máu anh hùng ngày mai chơi nó luôn á, chặt nó không có vướng tay. Mai lấy xẻng lên hả? Để đào đi đâu bà đánh con vậy? Đánh dứt rồi. Đánh dứt hả? Đánh dứt là không có á. Ai vô cháo đào đào quá đào. Ông đào cháu ra nhất nhất rồi, đào tới cùng không thấy con nào. Con thì chẳng hay trồng cái của men đó không đi con nào đó không có không ổng ở tới xình nó. Ồ. Cái dấu rồi, có dấu. Có dấu, có dấu, có dấu bò. Ồ. Có dấu bò. Nãy giờ nó bò dưới đây mình cũng hay á. Thấy bằng. Hết luôn. Buồn làm chi em ơi. Thank you.
chuẩn trời. Cái hang gì mà cùng trời. Nãy ở đây nó ra mà cũng thấy á. Đợi cuộc gặp rồi còn đau lắm. Một bầy nó ít nhất cũng 7-8 con chuột tơ á. Bây giờ cái hang mình kiếm cái hang chủ lực nó mà không thấy nó không đâu rồi sao cũng vậy. Không vậy cái nằm trong khúc vòng vòng trong đây nè. Không có hang vô không thì nè bụi chuối đó. Không mặc nè. Đang mặc thôi. Không gì không mặc. Hả? Không cho mốt hả? Dạ. Mốt không bằng ơi. Bự không? Ê, nguyên bộ mặt lá luôn ui. Hả? Nguyên cái bộ mặt lá luôn. Rồi vô tình cô men lụm cái bóp rồi. Đây cái đây. À đây đi con hả? Đó, nguyên bộ mặt lá con. Ừ. Mặt cho bá rồi. Đâu cái luôn, để được không? Hiện hiện cầm máy lấy đi. Vô. Dạ, dạ, dạ. Có gì đâu ông này, không sao. Ờ, cục mặt tôi quên lên rảnh vô. Đây cái này. Ồ, cục mặt bự. À, quá đã luôn à. Xích ra. Cục mặt cổ tay luôn. Không sao đâu, không sao đâu. Mặt mặt đây. Rồi rớt luôn rồi. Hả? Rớt chứ. Nó bay vụ vụ kế lỗ tai. Không sao đâu. Lấy cái hột quẹt kìa. Lớp dưới anh ba lụm 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 ba. Giờ ta lấy cái bật lửa hột quẹt nè. Có mà nó cái ngứa ngứa mà đâu có gì hết chứ. Hai ba mũi rồi mà ngứa ngứa à không có gì chứ không bụi mà. Giờ em bằng đốt điếu thuốc chứ làm cái cây đuốc để bắt nó. Hôm bữa hốt 50 ổ kìa. Ồ, đây con đu đu dừa rồi cả nhà. Ờ, à, cái ổ nó thấy rồi. Ờ. À. Được chưa bạn? Rớt cục mặt rồi. Ủa? Mày ăn luôn. Đâu bằng bằng bằng. Đâu đâu bằng. Review quá, thổi thổi đấy. Ừ. Ồ cục mặt ngon men ơi. Cục mặt của con. Cái nè. Nguyên cục chà bá luôn. Ồ. Quá trời đá luôn cả nhà. Bún vàng trời vàng vàng. Phà khói nữa. Con khói. Con khói nó không có sử dụng. Đâu cạp cái của men. Cạp cái con. Ê, cạp. Ê, khoan mấy con ông này ra đó. Để cạp để nó mở cái xin lên. Đâu 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 cho chú coi. Wow. Sao sao? Ngon. Quá ngon luôn ha. Con men trúng ý luôn rồi. Nhiều mặt. Chơi chú đi ăn cho chú đi hết no. Ngon không? Ngon. Ủa là đúng rồi. Ngon cũng là thử miếng rồi. Chấm. Ngon của men. Đây đây đây. Nó. Ủa mặt nó ngon. Hay luôn mà. Chút cháy nguyên giường ta. Lên gói vẫn 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 luôn. Chút ra ngủ ông thừa thường đi miếng giường là luôn. Thì nãy giờ mấy anh em săn bắt với hốt của ông cũng được ít rồi cả nhà. Giờ này cũng chiều rồi. Em cũng chuẩn bị thu xếp về bên nhà. Thì chắc video của mấy anh em mình xin tạm dừng ở đây cả nhà ơi. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Con máy bay em bà cô chú. Cuối video chúc cả nhà một ngày mới nhiều sức khỏe luôn nha.